Phim truyền hình Ăn Khách Thương Ngày Nắng về phần 2 đang bước vào chặng đường cuối với những diễn biến vô cùng khó lường. Ở bài đăng trên Facebook sau tập 51, Đình Tú khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi cho biết mình thương bố, thương em kèm theo nhiều bình luận mang ý thả thính khác. Bài đăng của Đình Tú nhận được nhiều sự tương tác của khán giả lẫn các diễn viên trong phim, trong đó có Huyền Ly Di. Cụ thể, sau khi tập 51 lên sóng, các diễn viên đã chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh kèm dòng trạng thái của họ xoay quanh bộ phim. Bên cạnh các bài viết đẫm nước mắt của Huyền Ly Di, Đình Tú cũng góp vui bằng việc đăng ảnh các thành viên trong phim lên trang cá nhân. Bức ảnh trên gồm 3 người, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt cùng Đình Tú và Huyền Ly Di, dường như ekip đang ghi lại những hình ảnh hậu trường của một cảnh quay nào đó ở các tập cuối. Trong khi nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt ngồi trên ghế tươi cười thì Huyền Ly Di Đình Tú đứng đằng sau vui vẻ bắn tim và đặt tay lên vai ông. Kèm theo bài đăng, Đình Tú ghi thêm dòng chia sẻ, thương bố, thương em, mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không? Bên cạnh đó, Đình Tú cũng để lại nhiều bình luận thú vị bên dưới bài đăng như thương Trang đến già, hơn cả chữ thương, mình cũng lệ đổ trong tim. Ngay sau khi chia sẻ, bài đăng của Đình Tú nhận nhiều sự quan tâm, bàn luận của khán giả lẫn đồng nghiệp trong phim. Trong đó, Huyền Ly Di chỉ bình luận đúng một chữ, chịu, trong khi Duy đáp lại đầy ẩn ý, anh tặng bố anh cho em được không? Tương tác của Đình Tú và Huyền Ly Di khiến cư dân mạng thích thú và không ngừng cảm thán về tình cảm tốt đẹp giữa các diễn viên trong phim. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.